Cảm ơn quý vị và khán giả đã dành thời gian đến với tin thể thao của kênh Mưa bóng đá. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, hấp dẫn trong 24 giờ qua và sau đây là nội dung chi tiết. Tin nhanh trong ngày, U23 Việt Nam có nguy cơ là không đủ quân đá với Thái Lan đối mặt với việc là sự thua. Tiền đạo U23 Lẩu Thái ngông cuồng tuyên bố sẽ ghi bàn vào lưới Việt Nam khiến cả Đông Nam Á chế cười. Sau đây là nội dung chi tiết. U23 Việt Nam có nguy cơ là không đủ quân đá với Thái Lan đối mặt việc là bị xử thua. Đội tuyển U23 Việt Nam chưa được chi viện thêm 6 cầu thủ, nhưng mà do thời gian qua gấp gáp nên là nhiều khả năng là sẽ không thể ra sân để gặp U23 Thái Lan. Theo kết quả xét nghiệm PCR mới nhất vào sáng ngày 21 tháng 2, đội tuyển U23 Việt Nam có thêm 3 cầu thủ dương tính với Covid-19. Sự cố này dẫn tới ta thêm 3 cầu thủ trung phòng trở thành F1 và theo quy định của ban tổ chức thì sẽ tạm cách ly với đồng đội cho đến khi mà có kết quả PCR âm tính. Như vậy thì đội tuyển U23 Việt Nam đang có tổng cộng là 10 cầu thủ nhiễm COVID-19, một cầu thủ nghi nhiễm và ba cầu thủ F1. Trong trường hợp ba cầu thủ F1 có kết quả dương tính trong lần xét nghiệm tiếp theo thì huấn luyện viên Đình Nam sẽ chỉ còn lại 13 cầu thủ để đủ điều kiện thi đấu. Trong khi đó thì có ba thủ môn và một cầu thủ đang bị chấn thương là Phan Bá Quyền. Trong ngày 20 tháng 2, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giao diết liên hệ với các đội bóng trong nước và đội quân để có thể là chi viện cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải ở Campuchia. Danh sách cầu thủ bổ sung bao gồm Phạm Tuấn Tài, Vũ Đình Hai, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn, đều của Hoàng Anh Gia Lai. Trong số những cầu thủ này thì nổi bật chính là nhóm cầu thủ thuộc đội biên chế của đội bóng phố núi khi được huấn luyện viên cho cọ sát cùng đội lớn tại các giải giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tuy nhiên là việc bay quá gấp cùng với quy định xét nghiệm PCR. Do đó là 6 cầu thủ được bổ sung gần như chắc chắn là không thể ra sân thi đấu. Tình thế này, đội tuyển U23 Việt Nam hiện rất là gay go, bởi chính thức huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ còn 9 cầu thủ là đủ khỏe mạnh để thi đấu cùng với 3 thủ môn để đồng độ với trận quyết định với Thái Lan. Trước đó thì hai đội Myanmar và Indonesia cũng đã phải bỏ cuộc vì là có quá nhiều người bị nhiễm Covid-19. Ban tổ chức cũng đã có một cuộc họp khẩn để điều chỉnh là lệ thi cho các đội tuyển trẻ bổ sung cầu thủ, với điều kiện là họ sẵn sàng và nằm trong danh sách đăng ký sơ bộ ban đầu 35 cầu thủ. Dù là khó khăn về lực lượng nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tin thưởng vào tấm vé bán kết nếu như mà cầm hòa Thái Lan. Trong trường hợp để thua đối thủ này thì thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn tiếp tục là đi tiếp, không để lọt lưới hơn 7 bàn thắng. Trận đầu tiên của bảng C, Thái Lan đã thắng Singapore 3-1, trong khi Việt Nam đã thắng đậm 7-0. Theo điều lệ giải thì ba đội giải nhất và mỗi bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất thì sẽ giành vé vào bán kết và giải U23 Đông Nam Á. Điểm số hiện tại bảng C như sau: U23 Việt Nam 3 điểm hiệu số cộng 7, U23 Thái Lan 3 điểm hiệu số 2, đội nhì bảng A là Campuchia đang có 3 điểm hiệu số là 0. Tiền đạo U23 Lậu Thái ngông cuồng tuyên bố sẽ ghi bàn vào lưới Việt Nam, khiến cho cả Đông Nam Á chê cười. Một tiền đạo hy vọng rằng Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam để có thể đi vào bán kết U23 Đông Nam Á. Chúng tôi sẵn sàng để gặp Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Sau khi mà trận giao quân của Việt Nam, chúng tôi không quá lo lắng vì Singapore thiếu hụt lực lượng với cầu thủ mắc Covid-19 bị chấn thương và phải nhận thẻ đỏ với cầu thủ sắp tới gặp Việt Nam thì nó sẽ tươi sáng hơn. Tiền đạo này chia sẻ, U23 Thái Lan lúc này đang đứng nhì bảng C cùng với 3 điểm như Việt Nam, nhưng mà kém hiệu số bàn thắng. Họ cũng nắm lợi thế vào bán kết nếu mà để thùng lưới ít nhất 2 bàn trước Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình, tôi sẽ ghi bàn để đội tiền đảm bảo tấm vé vào bán kết. Tất cả người hâm mộ Thái Lan hãy cổ động cho chúng tôi. Một tiền đạo của U23 Thái Lan chia sẻ, U23 Thái Lan đang có lợi thế để vào bán kết sau khi mà đội chủ nhà Campuchia bất ngờ thất bại trước Timor Leste. Thời điểm này thì Campuchia đang xếp nhì bảng A với 3 điểm hiệu số 0 sau khi mà đã trừ kết quả với đội bóng đứng thứ tư. Vào chiến sẽ gặp Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 22 tháng 2 để có thể là tranh ngôi bảng C. Thầy cho huấn luyện viên Ninh Thế Nam chỉ cần là không thua quá 7 bàn là sẽ có vé vào bán kết. Vấn đề lực lượng của U23 Việt Nam đang trở nên khó khăn, trong khi là có 10 cầu thủ mắc Covid-19, một cầu thủ nghi nhiễm và ba cầu thủ F1, 6 cầu thủ được bổ sung sang nhưng mà gần như là họ sẽ không kịp